Xin chào tất cả các cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thanh Thiết Phố. Sáng nay thì em đang có mặt ở ngoài bãi đá Ông Địa nè. Bây giờ thì em đang trên đường đi ra ngoài Mũi Né. Hôm nay thì em sẽ đi ra quay cái dự án Seaside ở ngoài Phan Thiết cho chị Thị Trần. Chị nói là có một số cô chú anh chị ở nước ngoài cũng đang rất là quan tâm đến một số cái dự án bất động sản có view biển nhưng mà phải cách xa biển một chút xíu. Thì hôm nay em sẽ đi đến dự án đó để quay cho tất cả mọi người xem ha. Hôm nay thì em đi vào sáng sớm nên trời cũng hơi nắng chói một chút xíu. Nhưng mà hôm nay biển rất là đẹp luôn nè. Hôm nay biển cực kỳ đẹp. Sẵn đây thì em sẽ quay buổi sáng cho mọi người xem ở ngoài cái khu Mũi Né này thì nó sẽ như thế nào. Có đông đúc nhộn nhịp sau lễ hay không. Bây giờ thì mọi người hãy đi cùng em ha. Lúc nãy thì có đoạn nó hơi chói nhưng bây giờ thì nó hết rồi nè. Ở chỗ này có cái nhà hàng Vườn Bia nhưng bây giờ thì đã đổi rồi. Bây giờ thành hệ thống dê và hầm rượu 245. Bữa giờ em cũng thấy trên Facebook có nhiều. Nhưng mà hôm nay thì em mới đi ngang qua mới thấy. Rồi bây giờ thì cùng với mọi người đi dạo ở đây ha. Đây là đường Nguyễn Đình Chiểu. Ở đường Nguyễn Đình Chiểu này thì buổi sáng sớm cũng chưa có nhiều người đâu. Buổi sáng đa số ở đường Nguyễn Đình Chiểu này thì khách du lịch người ta vẫn chưa ngủ dậy nè. Nên ở đường này thì buổi sáng rất là vắng luôn. Ở đường này thì sôi động thì chắc cũng phải tầm 10 giờ sáng. Sẵn đây quay dự án bất động sản quanh quanh đây cho mọi người xem. Đây nè, bên đây là những cái miếng đất người ta đang bỏ không rất là nhiều. Ở Phan Thiết thì từ sau dịch tới giờ thì bất động sản cũng chưa rầm rộ lên. Đây là cảnh buổi sáng ở trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Thì ở đây thì mọi người biết là đây là khu resort gọi là thủ phủ resort của Phan Thiết nè. Thì ở đây thì buổi sáng thì chưa có ai mở cửa nhiều. Vì ở đây là khách du lịch tầm 10 giờ sáng khách mới bắt đầu tắm biển lên, ăn buffet xong thì tầm 10 giờ sáng khách mới đi ra ngoài. Thế còn sớm thì khách chưa ra ngoài. Mọi người thấy là những cái resort này rất là im ắng và vắng vẻ. Hôm nay thì em đi vào cái ngày cũng gần đến ngày cuối tuần nên ở đây cũng có một số resort bắt đầu có khách. Có những resort rất đẹp luôn. Sáng đây em sẽ đi quay một số cái nơi mà bây giờ người ta vẫn chưa có cho thuê lại. Thì mọi người thấy là ở hai bên đường nè, ngoài một số cái cửa hàng, cái shop mà từ trước dịch còn mở thì có những cái miếng đất bây giờ đang để bán nè. Có rất nhiều miếng đất đang để bán luôn. Bởi vì sau dịch thì khủng hoảng kinh tế rất là trầm trọng và có nhiều cửa hàng người ta không mở lại luôn. Rồi cũng có nhiều người thì phải vay ngân hàng. Cũng có nhiều người thì đầu tư không được nữa nên sang quán trả lại mặt bằng rất là nhiều. Nên ở đường này thì một bên là resort, còn một bên thì có cửa hàng đã mở lại và cũng có những cửa hàng đến bây giờ vẫn chưa mở luôn. Vẫn còn để đất trống luôn. Bây giờ thì em sẽ cùng với mọi người đi dạo dạo ra tới ngoài cái dự án gọi là Seaside để cho mọi người xem. Thì cũng nhờ chị Thủy Trần nhắn thì em mới biết là ở ngoài Mũi Né này có thêm một cái dự án mới nữa. Chứ ở Phan Thiết thì em cũng không biết luôn. Thứ nhất là không biết, mà thứ hai là tại vì em cũng chưa có quan tâm đến bất động sản lắm. Nên sẵn đây sẽ đi quay cho mọi người xem. Nếu như cô chú anh chị nào mà cũng có ý tưởng là mua một miếng đất nhỏ ở Phan Thiết có view biển, rồi lâu lâu về nghỉ dưỡng, hoặc là khi cô chú anh chị đi nước ngoài thì cô chú anh chị muốn để lại cái nhà đó rồi mình cho thuê, thì em sẽ
quay rồi giới thiệu cho mọi người luôn. Nếu như ai mà muốn cho thuê thì cũng sẽ tìm được dễ dàng hơn. Đây là resort sóng biển xanh Blue Ocean. Ở đây có nhiều cửa hàng còn chưa mở lại nữa nè. Bên này có mấy miếng đất người ta cũng đang cho thuê rao bán nè. Bên này cũng đang rao bán đất nè, cho thuê mặt tiền nè. Đó. Đây là resort Sài Gòn Mũi Né. Sài Gòn Mũi Né có một cái bên này nữa nè. Cũng nhờ các cô chú anh chị comment ở phía bên dưới nên bây giờ mới biết là trên kênh em có rất nhiều cô chú đang quan tâm đến khu vực Mũi Né này. Chứ ở trên kênh thì em thấy là em chỉ tập trung làm về cái mảng gọi là chia sẻ đồ ăn, thức uống, món ăn ngon đó cho tất cả mọi người nè. Rồi chia sẻ về biển nè. Nhưng mà bây giờ thì em biết thêm là có cô chú anh chị muốn quan tâm về bất động sản ở Phan Thiết. Nên em sẽ tranh thủ thời gian và em sẽ đi quay nhiều cái clip như thế này để như cô chú anh chị nào mà có quan tâm thì cũng biết được là ở Phan Thiết mình có những cái dự án gì, rồi nhìn thực tế cái dự án nó như thế nào. Thế nhiều khi cô chú anh chị coi ở trên mạng thì người ta chỉ chụp hình thôi, nó cũng không có chính xác. Ở đây có nhiều mảnh đất, có những cái vườn dừa cực đẹp luôn. Người ta để chỉ để một cái nhà ở thôi, còn cái vườn dừa cực kỳ rộng luôn. Này là đậm chất Mũi Né xưa nè. Mà lúc em còn nhỏ thì em thấy những cái mảnh đất này rất là nhiều luôn. Và khi em lớn lên rồi thì những mảnh đất này nó không có còn nhiều dừa nữa. Mà thay vào đó là những cái cửa hàng, những cái resort. Những cái resort bắt đầu có khách Sài Gòn ra nè. Sáng nay thì em đi vào sáng sớm nên mặt trời nó sẽ hơi chói một chút xíu, cô chú anh chị thông cảm ha. Từ ngày Phan Thiết mở cao tốc ra thì em thấy là du lịch Phan Thiết cũng đã phát triển lên rất là nhiều. Với lại năm nay là năm du lịch quốc gia, ở Phan Thiết có rất nhiều cái lễ hội để thu hút khách du lịch. Thì em thấy là tình hình từ sau Tết cho tới tầm cuối tháng 8 thì rất là sôi động. Nhưng mà từ ngày 2 tháng 9 giờ thì em thấy nó cũng hơi vắng rồi, nó không có đông như trước nữa. Rồi có rất nhiều cái cửa hàng người ta không có mở lại nè. Thuê luôn. Đây là khu vực mà tính ra là buổi tối là sẽ rất là nhộn nhịp nè. Đây là những cửa hàng hải sản. Buổi tối thì sẽ cực kỳ đông luôn. Ban ngày thì ở khu này cũng khá là vắng. Bởi vì khách đi ăn hải sản thường thường là sẽ đi ăn buổi chiều, buổi sáng thì cũng không có. Ở những cửa hàng hải sản này buổi sáng người ta cũng không có mở. Có nhà hàng hải sản này đang xây nè. Kem dừa 86 nè. Đây là quán bờ kè 86 nè. Ở những cái dãy này thì mọi người, nếu như mọi người mà ngồi ở đây ăn hải sản thì mọi người sẽ được có một cái view biển cực kỳ đẹp luôn. Nó nằm sát ngay mặt biển luôn. Đây là đối diện.
bên này thì mọi người sẽ không bị chói, nhưng mà bên kia nó đẹp hơn rất là nhiều. Đó, chỗ này có cái view biển đẹp này. The Rap. Đây đất bán hoặc cho thuê đây, có những mảnh rất là bự luôn. Và đất ở giáp mặt biển này thì em nghĩ sẽ rất là mắc. Quay trở lại với cái dự án Seaside này thì em coi trên bản đồ thì em thấy là nó gần với lại làng chài. Cũng như chị chia sẻ là chị muốn kiếm một cái mảnh đất nó không phải là của người dân, nó là của dự án, thì những căn nhà nó sẽ giống nhau hơn. Rồi chị không muốn nó gần quá biển, bởi vì gần biển thì đồ vật nó cũng sẽ dễ hao mòn hơn, với lại thứ hai là nó sẽ xuống cấp nhanh hơn nếu như không có người ở. Thì em nghĩ đó cũng là một lý do rất là hợp lý, tại vì cũng có người thích là ở trung tâm thành phố cho nó đông vui nhộn nhịp, nhưng mà cũng có người thì lại thích đi ra xa thành phố cho nó yên tĩnh và có cái view biển đẹp. Hôm nay đi ra cái dự án Seaside này thì em nghĩ là nếu như cô chú anh chị nào mà thích cái đoạn đường từ Phan Thiết ra Mũi Né thì cô chú anh chị cũng thể có thể xem, cũng có thể coi qua là đoạn đường từ Phan Thiết ra Mũi Né vào buổi sáng nó sẽ như thế nào. Em chi tiết là nó hơi chói một tí xíu thôi. Ở đây là bắt đầu gần hết cái dãy khu resort. Ở đây là bắt đầu đến chợ rạn. Không biết là cô chú anh chị nào ở nước ngoài lâu rồi mà chưa về chợ rạn, muốn coi lại cảnh chợ rạn bây giờ. Chợ rạn bây giờ thì đường xá thì cũng chưa có gọi là đẹp lắm, nhưng mà cơ sở vật chất thì bây giờ người ta xây rất là nhiều rồi. Nhà bây giờ san sát nhau luôn rồi. Hồi lúc em còn nhỏ thì em thấy ở đường này là cát còn rất là nhiều, nhưng mà đến bây giờ thì chợ đông. Rồi đi dạo cùng mọi người tiếp nha. Khi mọi người đi ra ngoài cái khúc chợ rạn này thì chắc hẳn là mọi người sẽ gần đây thì đang nổi lên một số cái gọi là quán cà phê có view biển cực kỳ đẹp. Thì có những bạn trẻ hoặc là có những cô chú anh chị ở Sài Gòn ra đang mở một số cái quán cà phê check-in dạng là sát mặt biển, rất là đẹp ở khu rạn này. Tại vì khu rạn này rất nổi tiếng với những cung đường có những cái dặn dừa rất là đẹp. Đây nè, đây là Pineapple nè. Đường này đi vô thì sẽ có một cái quán cà phê biển nè, cực kỳ rộng luôn. Giá nước tầm 40 đến 50 nghìn. Thì em có làm một cái clip ở trên đó cho mọi người xem rồi.
đây là nhà xe, đây là của Phương Trang, cũng khá là rộng ở khu này á. Khi mọi người đến Phan Thiết thì mọi người có thể tham khảo một số cái nhà xe như là Phương Trang, Tâm Hạnh nè, Hạnh Cà Phê nè, hoặc có một cái hãng xe mới nữa, xe cũng rất là đẹp luôn. Hôm nào em đi ngang em sẽ quay cho mọi người xem. Cái hãng đó thì nó nằm ngay đường Tôn Đức Thắng mà em quên mất tên rồi. Ở đây có rất nhiều căn biệt ba lâu, người ta đang chăm bơi. Đây cũng là đang bán đất nè, có những cái vườn dừa nè. Đây trước mặt mọi người là suối Tiên. Suối Tiên thì mọi người sẽ đi bộ vào những con suối dưới đây nè. Em có quay clip suối Tiên cho mọi người xem rồi á. Thì nó là một con suối mà nước chảy từ trong những khe cát ra, chảy róc rách quanh năm. Thì mọi người nếu có dịp đi đến Phan Thiết thì có thể là đi đến suối Tiên trải nghiệm, chụp hình với lại những cái nhũ cát và uống nước dừa. Còn đây là Mường Thanh Mũi Né. Đi ở dưới đường chắc mọi người nhìn cũng không kỹ đâu, tại vì đi xe thì không có quay kỹ cho mọi người xem được. Đoạn đường này là bắt đầu đến đoạn đường mà quay trở lại là có rất nhiều dừa nè. Trước mặt mọi người thì có những cây dừa rất là cao luôn. Đó, ở chỗ này có những cây dừa rất là cao luôn. Ở chỗ này thì em thấy là hình như chỗ khúc này rất còn nhiều, chưa có resort nhiều nên chỗ này còn rất là nhiều dừa. Đây là chỗ này còn rất nhiều cây dừa, nhưng mà có nhiều cây dừa nó bị mất ngọn luôn rồi. Do mưa bão thì có nhiều cây dừa nó cũng bị mất ngọn luôn. Rồi trước mặt mọi người là sắp đến một cái resort khá là lớn, đó là Centaram Virat, một cái resort của Nova thì phải, Nova đầu tư. Chỗ này thì có những cửa hàng bán kem buổi tối nè, kem cuộn, kem dừa. Đây có những khu ăn uống nè, một cái công viên nhỏ nè. Rồi đây là một cái nơi mà mọi người hay check-in nè, có chữ I Love Mũi Né. Còn bên này là Centaram Virat. Đây là một cái khu mà rất là rộng ở trong đó. Em vẫn chưa có dịp để đi vào trong đó quay cho mọi người xem. Bây giờ thì em sẽ dừng lại và em sẽ xem cái bản đồ từ đây đi ra ngoài cái dự án Seaside đó nó có gần hay không. Sang đây cho mọi người ngắm biển tí xíu luôn. Em đang dừng lại ngay cái công viên của Centaram Virat. Sang đây cho mọi người ngắm biển một chút xíu. Đây là biển nè. Đây là Centaram Virat nè. Đây là một cái dự án rất là rộng. Mọi người thấy có những căn nhà trên đây luôn nè, cho nó rất là rộng và nó thông ra được đường 706B ở sau lưng luôn. Rồi ở đây là bãi biển. Trước cái khách sạn thì sẽ có một cái công viên như thế này nè, cái dãy dừa này nè. Thì có clip mình đã quay cái chỗ này cho mọi người xem rồi á, cho mọi người ngắm biển.
Bên đây biển thì cũng không phải là êm lắm, sóng cũng khá là to nè. Rồi bây giờ thì em sẽ cùng với mọi người đi lên cái dự án Seaside đó. Hiện tại thì em đang đứng ở ngay cái khúc biển nè. Mọi người thấy ở chỗ này có cái bãi biển rất là đẹp. Có một cái công viên ở bên này. Đó, công viên thì xanh mượt luôn. Có những cái hàng dừa. Thì công viên này nó nối liền tới cái công viên của bên Sentara Mirage luôn. Thì cách đây có mấy chục mét thôi, chắc chừng 100 mét. Ở ngay qua cái biển kia tí xíu là của Sentara Mirage rồi. Thì ở đây thì mọi người nếu từ Phan Thiết ra thì cũng rất là dễ đi. Mọi người đi ra gặp ngay cái Sentara Mirage, có cái công viên ở bên này nè. Thì mọi người đi gần tới cuối công viên luôn. Thì đối diện qua sẽ có một cái khu này, có một cái cổng rất lớn, có hai đường đi vô. Thì đây là cái khu mà của cái dự án Seaside hả? Seaside. Đây là cái dự án mà chị Thúy Trần nói là có thể là đến quay cho chị xem thực tế nó như thế nào. Thì đây, đây là thực tế. Ở đây là cổng bảo vệ. Bây giờ em đến thì buổi sáng như là chưa có ai chụp. Bây giờ em sẽ đứng đây quay cho mọi người xem quang cảnh quanh đây. Đây là quang cảnh xung quanh nè, ở ngay cổng nè. Thì từ trên căn hộ nè, đi xuống nè, thì sẽ ra ngoài biển luôn. Ngoài biển thì sẽ có một cái công viên. Mọi người có thể xuống đây tắm biển, ăn thì mọi người có thể qua nhà hàng bên này cũng được. Thì đây là cũng là một cái khúc rất là dễ đi nè. Đó, mọi người sẽ đi thẳng lên trên kia. Đây, em sẽ cho cô chú anh chị coi cái đường đi lên nè. Ở khúc đi vô thì hơi nhỏ thôi, nhưng mà đường đi lên này thì rất là to. Bây giờ em sẽ đi lên trên đây và cho cô chú anh chị xem là cái dự án này người ta bán cái gì, rồi có căn hộ gì hay không nha. Em đã liên hệ được cái một anh để anh dắt em đi vô. View cực đẹp luôn. Đây có chia đường nè, từ D, N nè. Sẽ có những cái căn ở ngoài thì sẽ có view biển nha. Còn căn trong đây thì view nó hơi xa tí xíu. Nhưng mà nhìn chung thì view khá là đẹp. Ở đây mà khi mà người dân mà người ta ở đông thì em nghĩ là khu này cũng khá là đẹp nè. Xanh mát hết. Khi mọi người đi từ dưới đi lên thì trên đây là có một cái khu mà mọi người thấy là một cái view biển nè. Ở đây thì mọi người có thể nhìn ra biển được luôn nè. Quanh đây thì có mấy cái dự án nữa. Thì ngoài dự án này thì em nghĩ là dự án này thì cũng khá là đẹp. Thứ nhất là nó gần ngay cái Sentara Mirage, là một cái dự án của Nova World rất là lớn. Đường D9 này, đường N5 này, có rất nhiều khu. Nhưng mà lúc nãy em có hỏi thăm thì anh ở đây anh nói là những cái khu này đã được bán rồi, và nếu bây giờ mọi người mua thì mọi người sẽ mua lại từ một chủ khác. Mà em sẽ đi vòng vòng cho mọi người xem ở quanh khu này. Khu này thì rất là rộng và em thấy cái khu đẹp nhất là khu này là đẹp nhất. Ở đây có, rồi ở chỗ
chỗ này thì có một cái con đường đi đến giáp ranh của Centara Mirat. Là Centara Mirat. Đây là những cái căn bungalow người ta đang vẫn bán cho khách có nhu cầu mua. Bên kia thì cực kỳ đẹp rồi, người ta đã xây nhà xong hết rồi. Còn bên này là rất của những cái dự án người ta đang phân lô ra người ta bán nè, hoặc là có thể là người ta chưa có xây những cái tòa nhà lên. Thì nếu như cô chú nào đang có ý định quan tâm về những cái căn ở chỗ này thì cô chú anh chị có thể tham khảo. Cái này là em đi quay cho cô chú anh chị tham khảo thôi nha, chứ không có ý định là khuyên cô chú anh chị nên mua ở khu này nha. Tại vì khi mua ở những đất dự án như thế này thì các cô chú anh chị cũng đã phải tìm hiểu rất là nhiều về chủ đầu tư nè, về dự án nè, về cơ sở hạ tầng người ta xây nè, nó sẽ như thế nào trước khi cô chú anh chị quyết định mua rồi. Em chỉ đi quay cảnh theo yêu cầu của chú anh chị để cho cô chú anh chị xem thôi. Rồi, ở đây là đường đi xuống. Rồi, đây là đường đi xuống nè. Ở đây thì có rất nhiều lô để cho cô chú anh chị có thể tham khảo. View biển thì ở đây là rất là đẹp rồi. Nhưng mà theo em thấy thì ở đây người ta chưa xây dựng gì hết, chỉ có những cái lô thôi. Nếu cô chú anh chị muốn mua ở đây thì cô chú anh chị có thể tham khảo và tìm hiểu từ văn phòng chính của công ty. Thực ra thì ở đây người ta cũng không có cho em quay phim nhiều, bởi vì cơ sở hạ tầng ở đây thì bây giờ người ta chưa hoàn thiện. Thứ hai là bây giờ em cũng chưa thấy ai lên đây xây dựng á, chắc là người ta cũng hạn chế quay. Khi nào mà có nhà đầu tư nhiều thì người ta mới cho quay những cái hình ảnh ở trên đây. Đó, đây là quang cảnh của cái khu này. Nếu như cô chú anh chị nào đang tìm hiểu về cái dự án này thì cô chú anh chị có thể tham khảo ha. Còn nếu như mà em liên hệ được với lại bên này mà người ta cho em quay kỹ hơn hoặc là chi tiết hơn thì em sẽ đi mượn lấy cam rồi bay cho mọi người xem cái khu này. Chắc hẳn là trên cao nó còn rất là đẹp nữa, nhưng mà khu này thì em thấy là người ta cũng không có cho mình quay kỹ. Thì em nghĩ là chắc là dự án này người ta cũng chưa có bắt đầu, người ta chỉ bán phân lô thôi, chưa có xây nhà, người ta không có cho quay nhiều. Chứ còn nếu như mà người ta đã làm hoàn thiện hết rồi thì em nghĩ là người ta chắc chắn người ta sẽ cho quay, và người ta khuyến khích quay để cho hình ảnh người ta được nhiều người biết đến hơn. Là đây là clip dành cho cô chú anh chị tham khảo ha. Nếu như cô chú anh chị mà thích cái video này thì có thể để lại một like, subscribe. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị. Còn bây giờ thì em sẽ đi ra ngoài cổng và đi về. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị ở video tiếp theo.